ta nói là chúng ta luyện tâm từ, chúng ta phải cái rải cái từ tâm chúng ta. Ai cũng nói được câu đó, nhưng mà từ tâm có hay không để mà rải. Vì vậy cho nên khi mà ngồi thiền đó, thì chúng ta phải là khi mà thanh tịnh đã ngồi thiền, cái ngồi thiền là chúng ta phải biết có hai loại thiền. Một loại thiền là thiền chỉ là Samatha và Vipassana. Samatha là thiền chỉ hay là thiền định để mà chứng được sơ nhị tam tứ thiền, hoặc là đó là những bốn cõi thiền của sắc giới, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phiền tưởng xứ, là bốn tầng thiền của vô sắc giới. Thì tất cả tám tầng thiền này, người ta nói về tám tầng thiền chứ không nói tầng thiền thứ chín. Tầng thiền thứ chín là cái diệt thọ tưởng định. Cái tầng thiền này chỉ có những bậc tam quả và tứ quả, tức là A-na-hàm và A-la-hán mới có thể vào được, và những người này phải đắc được phi tưởng phi phiền xứ 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 mới được vô tầng thiền đó. Ở đây cái tầng thiền diệt thọ tưởng định đó, Nguyên Thông không dám rớ đến, mà Nguyên Thông chỉ nói đến bốn tầng thiền của sắc giới là sơ nhị tam tứ thiền, và bốn tầng thiền của vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Là người hành giả đó, mà khi mà ngồi thiền đó, khi mà ngồi thiền tức là gì? Ngồi thiền về Samatha tức là theo dõi hơi thở, là khi thở vào biết mình thở vào và khi thở ra biết mình thở ra. Cái nghĩa đó nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà chúng ta thở vào thì chúng ta phải đưa cái tâm của chúng ta vào cái hơi thở của chúng ta, thì mình biết mình thở vào và khi thở ra biết mình thở ra. Mình làm vậy để làm gì? Mình làm vậy là mình tập trung cái tư tưởng của chúng ta, mà tiếng Anh gọi là concentration. Mình tập trung cái tư tưởng của chúng ta để đi theo dõi cái hơi thở của chúng ta. Và tập trung đó là cái sự tập trung nó không có gián đoạn, phải luôn luôn tập trung, cái gọi là cái vô gián định đó, mà tập trung không gián đoạn. Thì khi nó như vậy thì chúng ta có một cái nội lực, là một nội lực tập trung của chúng ta. Và khi mà tập trung hơi, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi thở vào biết thở ra, vậy đó. Rồi khi mình phải tập là quân tập. Quân tập là cultivate, tiếng Tây là cultivate, cultivate là mình tập cho mình có, là gọi là quân tập. Quân tập tâm từ tôi sẽ thở vô, quân tập tâm từ tôi sẽ thở ra, là mình giữ cái niệm nó như vậy. Mà quân tập tâm từ, mình có quân tập thì mới có, chứ không quân tập làm sao có. Vì cho nên là quân tập tâm từ tôi sẽ thở vô, quân tập tâm từ tôi sẽ thở ra, mà mình cứ tu hành như vậy. Cho nên một ngày ít nhất là 2 lần hay 3 lần mình phải tập thiền. Và tập thiền, có tập thiền như vậy thì mới có tâm từ, mới có tâm bi. Với cái tâm từ tâm bi mình nói cái miệng như vậy làm sao có. Là phải vì vậy cho nên phải quân tập tâm từ tôi sẽ thở vô, quân tập tâm từ tôi sẽ thở ra. Mà khi nói như vậy là cái miệng nói như vậy, là cái tâm phải là có cái tâm từ. Tâm từ là xót tất cả chúng sanh, mà tâm bi là cũng là rải cái sự mà giúp đỡ. Và khi mình thấy một người mà đau khổ thì mình có nguyện cho người đó bớt khổ đi. Cho nên mà khi mình sau khi mà làm được những điều tốt đó, thì mình hồi hướng, thì trong khi mình hồi hướng cái tâm từ mình đến tất cả chúng sanh, là tâm bi đến tất cả chúng sanh đó, thì tất cả những cái điều mình làm đó là phải thật sự là trong tâm của mình. Vì vậy cho nên cái người tu hành cần thiết là phải có cái sự chân thành thật. Mà nếu mình không có sự chân thật, không có thành thật thì không thể tu được. Bởi vì cái người mà đệ tử của Đức Phật thì luôn luôn phải có lòng từ lòng bi và chân thật. Chứ không có lòng từ lòng bi mà không có lòng thương xót thì không thể là đệ tử của Đức Phật được. Vì vậy đệ tử Đức Phật không có người ác, đệ tử Đức Phật phải là có người là người hiền. Và muốn là người hiền, muốn là đệ tử Đức Phật thì chúng ta phải luyện tâm từ tâm bi. Và cái đó là cái mà Đức Phật gọi là cái khi mà chúng ta sắp chết hay là chúng ta đi qua giới thế giới khác đó, thì chúng ta không đem được cái gì theo hết đó, mà chỉ có cái tâm từ tâm bi và công đức của chúng ta mới đem thuộc theo được. Vì vậy cho nên những người mà không tu tập tâm từ, không tu tập tâm bi thì họ lúc chết họ sợ hãi lắm. Mà những người mà có tu tập tâm từ, có tu tập tâm bi thì người chết họ rất là bình tĩnh. Kính thưa chư vị có thường nói thôi, khi ông bà cha mẹ của mình từ xưa đó, có những người mình nghe nói là họ được ngày giờ họ chết, và họ chết một cách thanh thản. Tất cả chúng ta ai cũng đã thường nghe cái điều đó ở trong gia đình của mình, những người mà xưa đó,
mình nghe. Và tại sao vậy? Tại vì họ có tập. Vì vậy cho nên hồi xưa đó, cái người mà chúng ta phải mà tuân phục nhất đó, là có lẽ đó, là những người bên 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 Nho giáo, thì họ tôn sự tôn ông Khổng Tử là vạn thế sư biểu, một thế là 30 năm, mà một đời người thường thường là hai thế là 60 năm. Vạn thế sư biểu tức là vạn là 10 lần, 10.000 lần, mà nhân cho 30 năm, 30 tuổi như vậy thì nói là cái người đó sống lâu năm. Mà ông Khổng Tử ông nói thế này: ngã tam thập như lập, tôi khi 30 tuổi thì tôi biết lập thân rồi. Ngã tứ nhi bất hoặc, 40 tuổi thì tôi không còn sai lầm. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây, thưa vị, không cần biết quý vị ở tuổi nào, nhưng mà khi mà 30 tuổi thì các bạn mới bắt đầu biết lập thân thôi, cho 40 tuổi thì nghĩa là nhi bất hoặc, tức là không còn sai lầm. Bởi vì cho nên con người ta đó, theo cái quan niệm của Khổng Tử mà có tu học đó, thì khi mà 40 tuổi thì con người đó lúc đó sẽ không còn biết, gần như là không còn biết sai lầm, coi như là mature, là cái người mà gọi là trưởng thành đó, đó thì ở tuổi 40, chứ không phải nói tuổi nó là 18 20 không, 18 20 còn chẳng biết gì hết đó. Rồi đến 30 tuổi thì mới bắt đầu học tập và có trí tuệ và tu học học tập cho đến 40 tuổi thì đó là nhi bất hoặc bệnh. Ngũ thập thì tri thiên mạng, ngũ thập thì tri thiên mạng là khi đến 50 tuổi mình biết rằng cái mạng trời là thế nào, tức là mình giàu có hay khôn ngoan hay thành có cái sở đắc, hay là có những cái sự nghiệp, hay là có những cái tài trí nào, của là ngũ thập tri thiên mạng. Còn lục thập thì cái tư tưởng của chúng ta sẽ không còn mà biết, không cần nghĩ đến cái chuyện mà sai quấy. Cho nên là lục thập nhi nhĩ thuận, tức là khi mình lên đến 60 tuổi rồi là ai nói gì vậy mình cũng biết, và mình cũng không cần biết phải phải sân si đối nghịch lại với lời nói thôi. Vì vậy cho nên đấy là Nguyên Thông chỉ cho chúng ta biết là cái trí tuệ của người bên 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 Khổng giáo là như vậy đó. Nguyên Thông không phải nói đừng Khổng giáo hay không Phật giáo, không phải. Nguyên Thông chỉ nói là một cái người mà có trí tuệ như là ông Khổng Tử thì cái nhìn của ông ta và cái thành tựu của ông ta là ngã tam thập như lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thức mạng, lục thập nhi nhĩ thuận. Đó là cái trình độ tu học và tu chứng của một người Khổng Tử như vậy. Thì chúng ta ở đây là cái người mà tu hành theo đạo Phật, đó là mình con Phật. Muốn là một người con Phật xứng đáng thì chúng ta phải ráng tu hành để đạt được những điều gì mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật ở cái thời gian mà Ngài sắp nhập diệt đó, thì Ngài khuyến khích tất cả chúng ta phải tu hành theo lời Ngài giảng dạy. Và Ngài nói rằng một cái sự việc mà cúng dường Như Lai một cách cao thượng nhất là không phải đem đô la, không phải đem euro, không phải đem chuối, không phải đem xoài mà dâng cho Ngài. Nhưng mà Ngài nói rằng người nào mà cúng dường Ngài một cách cao thượng nhất, tức là hành theo những lời Ngài dạy. Kính thưa sư phụ, khi mà Nguyên Thông thường thường được sư phụ Giác Đẳng mà đưa đi đây đi đó, thì Nguyên Thông với sư phụ Giác Đẳng thường hay được thảo luận với nhau, và được Nguyên Thông được học được những điều mà sư phụ Giác Đẳng giảng dạy, những lời Đức Phật giảng dạy. Là một người mà giảng dạy cho chúng ta, một người mà tu hành, một người mà cúng dường chư Phật một cách cao thượng, thanh tịnh nhất, cao thượng nhất là làm theo lời thằng Ngài dạy. Khi mà chúng ta nghe lời nói đó thì chúng ta sẽ thấy cái lòng thương yêu, từ bi và thương tưởng của chúng ta vô cùng to lớn. Tại sao? Vì nếu mà chúng ta làm theo lời Ngài giảng dạy thì chúng ta giải thoát, thì chúng ta hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc, thì chúng ta sẽ không còn bị đau khổ hay bị không bị đọa địa ngục. Thì cái lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy càng thương quý, càng yêu thương, càng tôn trọng, càng kính trọng của Ngài không biết bao nhiêu là kể.
Vì vậy nếu mà chúng ta là một người mà là con Phật, là một người đệ tử xứng đáng của Đức Phật thì chúng ta phải luôn luôn sống một cách đàng hoàng, sống một cách hợp với lẽ đạo, sống một cách hợp với cái giáo pháp. Cái chữ Dhamma, Dhamma là chân lý. Tại sao gọi là chân chân lý? Dhamma là cái chân lý tuyệt đối. Tại sao tuyệt đối? Là lời của Phật dạy, lời của Phật dạy. Một vị Phật Nguyên Thông nói cái điều này để cho quý vị rất là hãnh diện. Chúng ta phải hãnh diện được làm con Phật, hãnh diện được làm con Phật, được là đệ tử của Đức Phật. Mà phải là được là con Phật, được là đệ tử của Đức Phật thì phải thường xuyên vào room nghe pháp, phải thường xuyên đọc kinh, phải phải thỉnh những kinh về để mà đọc để mà hiểu thì mới là người con Phật. Cho nên thường thường cái từ ngữ con Phật hay là con trai của Đức Phật hay con gái của Đức Phật là người mà đã đạt được đến cái tứ quả. Và thí dụ như ngài Mahakasapa thì Đức Phật nói là con trai của ta đó. Hay là như người nào mà đã mà thành đắc được đạo quả A-la-hán thì người nói là con trai của ta đó, là con gái của chúng ta đó. Đó là cái từ ngữ của Đức Phật. Vì vậy cho nên cái từ ngữ mà chúng ta dùng ở đây đó, mà do chúng ta nói và Đức Phật nói đều hai cái khác nhau. Thí dụ bây giờ cái từ ngữ là Bà La Môn, mà Bà La Môn khi mà chúng ta biết là cái đạo Bà La Môn là cái đạo nó chống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hồi xưa là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đạo thì tất cả những giáo pháp đó, đệ tử của tất cả cái giáo pháp ngoại đạo đó, đều đói cả hết. Là tại vì không ai là giảng bằng Đức Đức Phật, cho nên khi Đức Phật giảng đạo là thì người ta nghe, người ta cúng dường Đức Phật. Và bao nhiêu người mà chống đối Đức Phật, đưa những người đến mình để đấu đấu trí Đức Phật, ai ngờ đến nó đều là trở thành đệ tử của Đức Phật hết. Vì vậy cho nên Bà La Môn nó ghét. Nhưng mà khi mà quý vị đọc cái kinh Pháp Cú thì 40 cái bài sau cuối cùng, kinh Pháp Cú có 423 cái bài kệ thì 40 cái bài sau cùng thì cái đó là cái phẩm Bà La Môn. Thì cái phẩm Bà La Môn là người nào mà tu mà đắc đạo, đắc đến bậc A La Hán thì người đó Đức Phật gọi là Bà La Môn. Cho nên cái chữ Bà La Môn mà chúng ta nói là một cái ngoại đạo đó, mà cái chữ Bà La Môn mà Đức Phật đó, người đó là một Bà La Môn thì khác. Vì vậy cho nên trong cái giáo pháp Đức Phật thì cái mà quan trọng nhất là cái trí tuệ là phải có, là phải học, là phải hiểu, phải phải tu thành được, phải đạt được đến cái trình độ mà có trí tuệ để mà sống theo cái trí tuệ đó. Mà cái trí tuệ đó làm ở đâu có? Cái trí tuệ đó là người phải tu học. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị còn nghe được không? Nếu quý Phật tử nghe được, quý vị hoan hỷ cho biết. Không còn nghe được xin lỗi. Dạ vâng. Chắc sư huynh không bị rớt máy rồi, chúng tôi đang lái xe đó. Là chúng tôi không có, chúng tôi không có theo dõi được. Chúng tôi xin được tiếp theo đó là, hồi nãy chúng tôi thấy đây là một đoạn kinh truyền ngắn, nhưng mà có một cách hiểu rất là khác biệt giữa hai truyền thống Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông. Thưa quý vị, đối với Phật giáo Nam Tông thì chúng ta hiểu đơn giản là Đức Phật nói rằng khi con người có cái tri giác hay là có cái tâm thức đó, thì cái tâm thức đó tự nó chối sẵn, và người trí ở trong ba căn đó thì phòng hộ tâm của mình, là vì mình hiểu rằng những cái tạp niệm có thể sanh khởi, những dao động có thể sanh khởi, những khổ đau có thể sanh khởi nếu chúng ta không có chánh niệm đối với tâm. Mình hiểu đơn giản như vậy thôi. Và riêng đối với kinh điển Pali thì cũng nói là tâm thức là một cái dòng sinh diệt, từng sát na này sanh rồi diệt, diệt rồi nối tiếp với nhau và trở thành một cái dòng sinh diệt. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền đó, Phật giáo Bắc tông đó, thì lại đưa ra một cái ví dụ là con người của chúng ta chỉ có một thứ chúng ta gọi là cái Phật tánh hay là cái chân tâm. Và cái Phật tánh chân tâm này đó, nó vốn thanh tịnh,
từ vô thủy nó thanh tịnh và nó chói sáng, nhưng mà nó lại bị bao phủ bởi một cái gọi là vọng thức. Chân tâm bao phủ bởi vọng thức, và cái việc một người tu tập đó là làm sao để hiển lộ cái hiển lộ cái Phật tánh đó. Và chúng ta nghe rất nhiều cái chữ mà nhiều người để ý trong sách của Tây Tạng hay sách của tiếng Anh, và ngày nay người Tây Phương họ cũng rất là thích thú, đó là chữ Bodhicitta. Và Bodhicitta chúng ta thường dịch là Bồ Đề Tâm, nhưng Bodhicitta có nhiều khi là Phật Tánh hay là Chân Tâm. Thì cái Bodhicitta là một cái quan niệm về sự hằng hữu của một linh hồn. Dạ, hằng hữu linh hồn tức là mình vốn đã có cái tánh giác, mình vốn đã có cái chân tâm, Phật Tánh, rồi bây giờ cái công việc người tu là làm sao hiển lộ cái chân tâm Phật Tánh nó ra. Cũng giống một cái viên ngọc hay là một cổ vật quý mà nóng bụi, người ta không thấy được bây giờ làm sao cho sạch bụi, thì cái vật quý đó, cái viên ngọc nó hiển lộ ra bên ngoài. Thì thưa quý vị, cái quan niệm mà một cái chân tâm Phật Tánh có sẵn đó và chỉ làm cho hiển lộ đó, thì nó gần với cái giáo điểm của Bà La Môn hơn là nó có cái gốc từ Phật giáo. Và Phật giáo thì không dạy rằng chúng ta có cái tàng thức, mà cái tàng thức đó nó lại có sẵn. Và nói cách khác là Phật giáo dạy về một cái tâm chói sáng là biết cảnh cảnh, nhưng cái tâm đó nó sanh diệt trong từng sát ta, ở trong cái dục sinh diệt. Và liên đối Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái giáo lý về nhân duyên đó nên được hiểu theo cái thí dụ mà ngài Nagarjuna ngày thường nói. Chúng ta bắt gặp ở trong một cuốn sách rất là nổi tiếng là bộ Na Tiên Thì Kheo Kinh hay là Milinda Vấn Đạo đó. Ngài nói như vậy là cái sự sân khởi của thức của tâm đó, nó là một sự hội tụ của nhiều yếu tố. Có khuôn mắt, có cảnh sắc thì nhãn thức sân khởi, có lỗ tai và âm thanh thì nhĩ thức sân khởi, căn cảnh thức gặp nhau đó thì nó tạo ra những tác động di chuyển. Nhưng mà trước khi con mắt tiếp xúc cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thì không nên nói rằng nhãn thức, nhĩ thức vân vân đã có sẵn nằm ở đâu đó. Là lúc gặp nhau thì có ba cái thí dụ mà trong kinh điển Phật giáo đưa ra. Một cái thí dụ của ngài Na Tiên đó là một cái cây xoài mình trồng lên. Mình trồng, quý vị biết mình trồng cây xoài đó thì nó đủ phân đất và cái cây đủ lớn, thì đến thời kỳ nó đơm hoa rồi nó kết trái. Khi nó kết trái đó, nó là một cái sự hội tụ của những điều kiện là cây xoài sẵn sàng ra trái. Và cây xoài đó nó giống xoài, nó hợp với thời tiết, với mùa màng, với lúc đó nó ra trái. Nhưng mà không nên nói rằng trước khi nó ra trái đó thì cái trái nó đã nằm ở đâu đó sẵn ở trong cái cây. Và quý vị nhớ, không nên nói rằng cái trái đó nó nằm sẵn ở trong cái cây rồi tới lúc mà nó chui ra, không phải vậy. Nó không nên nói như vậy. Và chúng ta nên hiểu nó là một cái chứng trình duyên khởi. Có cây xoài lớn thì nó đơm hoa thì từ cái hoa nó kết trái, từ trái non thành trái già, từ trái già thành trái chín. Nó là mỗi một giai đoạn. Và không nên nói rằng bình thường mình thấy cây xoài lớn như vậy mà không có trái, thật sự trái nó đã nằm sẵn trong cây xoài rồi, tới lúc nào đó nó chui ra, không phải vậy. Đó là một thí dụ. Một cái thí dụ thứ hai mà chúng ta vẫn thường nghe đó là ngày xưa người ta lấy hai cái cục đá để họ đập vào nhau. Và đập vào nhau thì khi hai cục đá mà chúng ta đập mạnh vào nhau thì nó sạc lửa. Và do cái sự va chạm mà hai cái vật rất cứng như vậy nó sạc lửa. Thì khi nó sạc lửa đó là do lửa đó là kết quả của một cái sự va chạm rất mạnh giữa hai cái vật thể rất là cứng như là sắt hay là như là đá. Nhưng mà không nên nói rằng trước khi mà
lửa nó xẹt ra đó, lửa nó đã nồng sẵn ở đâu đó trong cục đá. Dạ, cái này chúng ta nên hiểu. Dạ, cái lửa đó nó là một cái hiện tượng sản sinh ra do hai cục đá nó va vào nhau, và khi nó va vào nhau thì chạm ra lửa. Khi căn cảnh gặp nhau thì sinh ra thức, căn cảnh thức gặp nhau thì gọi là xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên tưởng. Thì không nên nói rằng cái thọ đó nó đã có, nó nằm ở đâu đó, hay là cái thức đó nằm ở đâu đó, không nên nói như vậy. Dạ, mà chỉ nói là đó là hội tụ với nhau. Đó là thí dụ thứ hai mà chúng ta nên hiểu. Và cái thí dụ thứ ba mà chúng ta rất là cần hiểu là ở trong kinh, ở trong trường của kinh đó, kinh Vayasi. Nhưng quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì thứ gì, cái thí dụ thứ ba đó là có một cái lý giỏ, nó thấy một người đàn ông đi núi cầm theo một cái kèn. Cái kèn đó chúng ta gọi là cái tu ba. Thì thứ gì, cái kèn đó là bằng một cái loại vỏ ốc. Lâu lâu quý vị nào gặp người Tây Tạng đó, họ hay xài cái loại kèn này, là một cái vỏ ốc rất là lớn mà họ khéo làm, mà họ khéo thổi thì nó có tạo ra cái âm thanh, cái âm thanh nó dài và nó ngân xa, gọi là cái tu ba. Thì người đó khi thì nó nhỏ, nó đã ăn cắp cái tu ba đó, và nó cầm lên rồi nó tới nó lui, nó quan sát, thì nó không biết là cái âm thanh từ đâu mà đi ra. Thành ra nó đã làm một cái quyết định, đó là lấy một cái hòn đá đập cái tu ba đó ra để tìm cái âm thanh nào, âm thanh nằm chỗ nào trong tu ba. Thì rốt cuộc nó là bể đi cái tu ba đó. Thì như vậy là cái âm thanh từ cái kèn đó, nó không nên nói rằng nó đã nằm sẵn trong cái kèn. Và cái kèn đó chỉ là một cái nhạc cụ, và nhạc cụ nó cần phải có cái hơi thổi vào, và biết cách thổi, biết cách để làm thế nào mà bấm những cái lỗ nào đó đó, rồi từ những cái yếu tố nó hợp lại nó lại tạo ra âm thanh. Khi mà mình không có thổi kèn, cái kèn không được thổi lên, nó không nên nói rằng cái âm thanh đó đã có sẵn nằm trong cái kèn. Thì ở đây là cái sự khác biệt giữa giáo lý duyên khởi và cái quan niệm về một cái thức lúc nào cũng tiềm ẩn, cái lực thức nào có sẵn. Rồi về điểm này đó, là ngày nay các người Tây Phương đó, họ theo cái quan niệm về ngã tính đó, họ ngay cả có một số người học Phật Pháp, họ cũng tu tứ niệm xứ, nhưng mà rồi họ lại chấp nhận cái quan niệm là mình tu để hiển lộ cái gọi là Bodhicitta, hiển lộ cái Phật tánh, cái chân tâm, chứ không phải là đối với Phật giáo Nam Tông mà, thì tất cả mọi cái hiện tượng về tâm lý Phật lý đó, nó đều sanh khởi do nhân, do duyên, và nó có sanh thì nó có diệt. Dạ. Một trong cái chìa khóa quan trọng của đời sống chúng ta đó là dù tâm lý hay là thể xác của chúng ta, vật chất hay tâm thức, thì cái nào nó cũng là sanh diệt nối tiếp với nhau, chứ không nên nói rằng cái đó nó có sẵn như vậy hay nó vốn là như vậy. Cái này là cái chúng ta cần để ý khi học bài kinh này. Thì chúng tôi muốn trở lại với cái ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Ô xin lỗi quý vị, hình như là có vị nào nói có thượng tọa từ siêu vào rồi phải không? Dạ, không biết. Ô dạ tốt quá. Dạ tốt quá. Dạ nãy giờ thì bà sư huynh là cũng mới có đi vào phần đầu phần kinh văn giảng giúp sư huynh, nhưng mà bà sư huynh là tại vì hôm nay đang đi lo giấy tờ, đang ở trên xe, sư huynh có nghĩ đức sư huynh cần biết được sư huynh giảng cho bài học ngày hôm nay. Dạ, kính cùng thỉnh sư huynh. Anh nên buồn một thời chưa? Kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay tự nhiên chúng tôi bị mệt,
cho nên tính nhờ sự tự tri liên lạc thượng tọa giác đẳng điều khiết nhìn. Nhưng mà khi nãy trước nghe con Nhật Quỳnh của điện gì của thăm của nói thượng tọa giác đẳng hôm nay bận lôi giấy tờ mà không có vị nào thế cho, chỉ có mình sư Nguyên Thông lên nói chuyện, cho nên chúng tôi làm nghỉ chút thì chúng tôi cố gắng vô. Hồi nãy đến giờ không biết thượng tọa giác đẳng dùng kinh văn bữa nay hay là cái phần văn phạm đại danh từ tiếp theo. Nếu sư đệ bận công việc, sư đệ cứ đi khoảng thời gian còn lại sư huynh sẽ thấy sư đệ có đưa tay lên mời sư đệ. Rất là quan hệ sư huynh vào, bởi sư huynh nếu sư huynh bệnh đó thì sư huynh sẽ nghỉ. Thật ra sư đệ chỉ lái xe thôi, thật ra sư đệ cũng có thể hướng dẫn bài học được. Nãy giờ sư đệ mới giảng về phần kinh văn và chưa có đi vào văn phạm. Dạ, chưa văn phạm. Nếu sư huynh thấy thấy có đủ sức thì sư huynh giảng văn phạm rồi sư đệ sẽ đi vào bài ôn và bài tập, không có sao hết. Sư đệ làm sư đệ đi lái xe nhưng sư đệ cũng sẽ diễn được. Chắc là cô Diệu Quỳnh cũng gọi về thăm sư huynh thôi chứ không phải là tại biết là sức khỏe đó, cũng không có muốn là làm phiền sư huynh phải phải vào. Dạ, nếu mà sư huynh thấy giảng được thì sư huynh giảng cho khoảng chừng một phần của bài kinh bài học ngày hôm nay, sau đó thì sư đệ sẽ đi vào bài ôn cũng giống như là bài tập. Còn nếu sư huynh cảm thấy chưa có khỏe lắm á thì sư đệ sẽ làm cho ngày hôm nay cho sư huynh. Sư đệ chỉ lái xe thôi chứ không có phải là có cái trở ngại gì nhiều. Xin kính thỉnh sư huynh trở lại. Sư đệ đang lái xe mà phải bị phân tâm giảng bài, nó không có an toàn. Sư huynh sẽ cố gắng để giảng. Hôm nay thì cái bài học trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về đại danh từ Sapanama. Tuần trước thì chúng tôi có nói với quý vị là ở trong tiếng Pali xài cái tiếng đại danh từ để thay thế cho cái danh từ chỉ người vật hay sự vật mà mình không muốn nhắc đến nữa, chỉ dùng đại danh từ để ám chỉ mà thôi.
Tuần rồi thì chúng ta học về hai cái nhân xưng đại danh từ là âm hát và tâm tâm hát. Âm hát là cái tiếng nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất, có nghĩa là tôi, chúng tôi, tùy theo nhiều. Và cái chữ tâm tâm hát có nghĩa là anh, các anh, chỉ ngôi thứ hai, chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta dùng nghĩa trong cái việc của mình. Thì xin gọi gọi cái nhân vật đối diện, nhân vật đối thoại, thì chúng ta có thể anh, các anh, hoặc là chị, các chị. Hay là ngươi, các ngươi, mày, chúng mày. Chúng ta biết xài sao cũng được, miễn sao cái người nghe họ hiểu thôi. Thí dụ như khi chúng ta nói chuyện với một cái người đối diện là những người lớn, mình nói thưa chú, thưa bác, hay thưa cô, thưa dì, tất cả những cái tiếng nó đúng ra thì theo cái ngôn ngữ ở nước ngoài thì họ cho rằng đó ngôi thứ ba. Nhưng thực ra thì ở trong tiếng Việt của mình thì sẽ ngôi thứ hai cũng được. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sử dụng chữ tùm hát, chúng ta phải biết cách chia. Còn ở ngôi thứ ba, chúng ta dùng đại danh từ. Cái này không gọi là nhân xưng đại danh từ. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu, bởi vì hễ có ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, tôi, anh và nó, thì phải có ngôi thứ ba. Thì ngôi thứ ba đó, chúng ta mượn đại danh từ chỉ thị đại danh từ tắt mà chúng ta nói so tê hoặc là sa ta, nó chúng nó, giống được giống cái, nam tính được tính, thì chúng ta tùy. Hôm nay thì chúng ta học về phép dùng biểu thị đại danh từ. Biểu thị đại danh từ là cái tiếng đại danh từ để ám chỉ cho một cái gì đó. Nó gồm có ba: chỉ thị, tức là chỉ rõ,
cái đang có. Như là cái này, cái ấy, cái đó. Và thứ hai là phím chỉ định từ. Ở đây nói một cách, phím chỉ một cách mơ hồ, không có chỉ rõ, ám chỉ vậy thôi. Như giác là bất cứ ai, anh nhé là người khác, sắp phá là tất cả, hay là mọi. Và thứ ba là nghi vấn đại danh từ. Ở trong cái tiếng đại danh từ nó cũng có những cái tiếng dùng để đặt cái câu câu hỏi, đặt câu nghi vấn. Các là cái nào, chấm hỏi. Còn chỉ có tâm bá thế nào, cách tích là bao nhiêu, ở trong tiếng Bali nếu mà chúng ta muốn biết rõ về cách sử dụng các đại danh từ là chúng ta dùng kinh điển, vì tiếng Pali bây giờ ít có sử dụng như là một sinh ngữ, là một cái ngôn ngữ thông dụng ở trong cuộc sống, ít có dùng. Ở bên Ấn Độ người ta muốn xài tiếng Pali, mặc dù trong ngôn ngữ của họ có xen lẫn tiếng Pali, nhưng mà cái chữ Hindu thì đó chỉ là cái ngôn ngữ thưởng thức ở bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta học về các cái ngôn ngữ như bên Ấn, bên Miến, bên Myanmar, ở Thái Lan chúng ta học về, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn rõ cái tiếng Pali đó, cách sử dụng như thế nào, theo kinh nghiệm của chúng tôi là chúng ta nên ứng dụng đối với kinh tạng hay luật tạng là chúng ta biết ngôn ngữ, bởi vì ở trong đó khi mà có những cuộc đối thoại giữa Đức Phật và chúng tỳ kheo, hoặc là chưa tỳ kheo với nhau, hay là các cận sự nam cận sự nữ đi đến với chưa tỳ kheo nói chuyện, chúng ta chú ý một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy cách họ dùng xài cái ngôn ngữ chữ đó trong trường hợp đó. Dù lâu dần thì chúng ta cũng quen đi. Cái đó là cái cách mà chúng ta học, chúng ta xác định. Thực ra đó, thì sách dạy tiếng Pali có chứ không phải không có, nhưng mà có điều là nó chỉ hạn chế, chứ chúng ta xem ở trong đó chúng ta dùng xài thì nó không có rõ lắm. Thí dụ như một cái từ, còn cái tiếng đại danh từ này, cái chữ
anh nhé. Nếu mà dịch nghĩa thì người ta cứ dịch là khác, cái khác, từ khác. Nó có ba từ nữa thôi. Nhưng mà khi chúng ta đem ứng dụng, chúng ta tìm ở trong kinh điển đó, thì chúng ta thấy cách dùng xài nó tùy chỗ, tùy theo ngữ cảnh. Nhờ vậy mà chúng ta học được nhiều, học được nhiều cái mẹo văn phạm ở trong tiếng Pali. Cho nên những điều đó cũng rất là cần. Tùy theo cái duyên của chúng ta học cái ngoại ngữ của chúng ta có sẵn trong kinh điển, ai mà có bỏ tâm nghiên cứu thì người đó sẽ học giỏi Pali vậy thôi. Bây giờ khi nói đến phép dùng xài các biểu thị đại danh từ thì hầu hết biểu thị đại danh từ trong tiếng Pali được sử dụng theo ba tính. Ta nhớ cái nhân xưng đại danh từ chúng ta vừa học đó thì không có sử dụng theo tính nào hết. Người nam nói chuyện với người khác cũng xưng là a hăng tôi, hay là mai dâm chúng tôi. Và những người nữ khi họ nói chuyện với người khác thì họ cũng xưng tôi là a hăng, chúng tôi là mai dân. Cho nên chuyện trên từ âm há, đại danh từ âm há không có phân biệt tính, tâm há cũng vậy. Khi mình nói chuyện mình gọi cái ngôi thứ hai đó, thì cho dù cái ngôi thứ hai đó là những người nam hay là những người nữ đi nữa cũng xài chữ toan tùm hê vậy thôi. Nhưng mà biểu thị đại nhân từ trong tiếng Pali đó thì phải được sử dụng theo ba tính là nam tính, trung tính, nam tính, nữ tính và trung tính. Rồi chúng ta cũng chú ý có cái cách để chúng ta nhớ là về ngữ cách á, vi phật tí sư đại danh từ cũng như là đối với biểu thị đại danh từ thì chỉ dùng có 7 ngữ cách trừ ra hộ cách, thay vì cái danh từ nam bát nam bát thì mình danh từ tỉnh từ thì chúng ta xài cả 8 cách: chủ cách, đấu cách, sở dụng cách, chỉ định cách, xứ sức cách, sở thuộc cách, định sự cách và hộ cách. Nhưng khi chúng ta xài đại nhân từ thì chúng ta chỉ sẽ có 7 cách thôi, trừ ra hộ cách. Về ngữ số của chánh á thì tiếng đại nhân từ này cũng vẫn được chia ở số ít số nhiều. Số ít khi nào là một, số nhiều là từ hai trở đi gọi là số nhiều. Đó là nói về cái lý thuyết văn phạm. Còn bây giờ
những biến cách của thiên trị thì đệ nhân từ. Trước hết là chúng ta nói chỉ thị đệ nhân từ ima, lấy cái chữ này làm biểu mẫu để chúng ta chỉ. Chủ cách là ai dân, số ít số nhiều là mai dân, đối cách là im băng, số nhiều là im mê, sử dụng cách là imida anena, số nhiều là imê phi imê hi e hi e phi. Còn cái chỉ định cách và sở thuộc cách đó, thì nó giống nhau, số ít là asa imasa, số nhiều là imê sang năng e sang e sa năng. Số sư cách thì số ít imamha asma imasma, số nhiều là imehi imephi ehi ephi. Còn đền sư cách là imamhi asmin imasmin, số nhiều là ime su e su. Khi mà học như thế này nhé, thì các học viên sẽ hỏi rằng khi mà học xuống như thế này thì làm sao mà mình nhớ, mình biết mà mình sử dụng. Ở đây thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là nếu như đó là một cái sinh ngữ đó, thì khi mà đem mình nói chuyện ở bên ngoài nói chuyện riết mình cũng quen. Còn khi mà cái cổ ngữ Bali mà không có dùng xài, chỉ dùng ở trong kinh điển không, thì chúng ta xem trong kinh điển Bali hay chúng ta soạn dịch thì cũng quen. Cho nên cái này có thể nói được cái cách làm sao chúng ta dùng. Còn nữ tính thì mình xài chữ, mình xài đơn giản, bởi vì nữ tính bảy cách đó, thì cách thứ ba, cách thứ năm, tức là sử dụng cách và số sức cách thì giống nhau. Còn cách thứ sáu, cách thứ tư, cách thứ sáu giống nhau, chỉ giống nhau, tức là chỉ định cách và sở thuộc cách. Vì chủ cách thì số ít ai dăng, số nhiều là ima ima vô, đối cách số ít là imăng, số nhiều ima ima vô. Với nó nữ tính. Còn sử dụng cách với số sức cách số ít là ima giá, số nhiều ima phi ima hi. Chúng ta nhớ hệ là nam tánh thì ime hi ime phi ime ime phi ime hi. Còn khi sở, khi mà xài cho nữ tánh thì ima 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 hi. Chúng ta tập quan sát để chúng ta nhớ. Còn sở thuộc cách với chỉ định cách thì giống nhau, sẽ ima giá imis imisa imisa giá, hay là asa asa giá. Sơn diều là ima sang ima sanang a sang a sanang. Định sự cách là ima yang imisang asang. Những cái này đó chúng ta lâu lâu chúng ta đọc qua, chúng ta học qua một từ chúng ta nói á xăng, mai mốt chúng ta gặp chữ á xăng ở trong câu đó thì chúng ta tưởng đâu là á xăng là con ngựa. Là á hăng á xăng ki nam ki nam mi ki nam mi
tôi mua một con ngựa. Thì bây giờ quý vị hỏi gì chứ? Chữ ác sanh trong đại danh từ cũng có, và trong danh từ ác sát là con ngựa chia theo đối kết cũng là ác sanh cũng có. Vậy làm sao mình biết cái nào là danh từ, cái nào là đại danh từ? Thì thưa quý vị, chúng ta phải gặp một câu, một đoạn văn ở trong đó có sử dụng chữ ác sanh, có sử dụng đại danh từ là chúng ta biết liền. Bởi vì đa khi không cái chỗ đó nó không có nói về cái vấn đề những con thú vật ở đây, cho nên làm gì mà có chữ xăng xen kẽ vô trong đó. Thì như vậy chữ xăng chúng ta kết luận rằng chữ này là một đại danh từ y má mà thôi, đúng không? Cái đó cách chúng ta học, chúng ta hiểu. Còn trung tính á, thì trung tính cái đại danh từ ý má chủ cách với đối khách số ít trên là đều là y măng y đăng, y măng y đăng chúng ta sẽ ghi y đăng. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói y đăng vừa nhận Dipanasapaccayo-hoti, cái phước báo này hãy làm duyên đến Niết Bàn. Đó là chúng ta nói ý đăng là ý đăng nô nha ti năng hô tu sức cái tao tu nha ti vô. Phước này xin hồi hướng đến các bậc nguyện thuộc, cầu mong cho các nguyện thuộc ấy hằng được sẽ an vui. Chúng ta sẽ tùy theo chỗ hôm nay có cái phần bài tập. Cái bài tập này Thượng Tọa Giáo Đẳng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm, hình như là bài tập này là để áp dụng cho cái bài văn phẩm rồi. Đó là học về văn phạm trong cái bài hôm nay. Cái về phương pháp của chúng ta thì chỉ có đơn giản một chút vậy thôi. Không biết giờ này sẽ để có ở trước ngoái không ạ? Sư đệ hướng dẫn cho
Phật tử làm bài tập vì theo cái cách thức làm bài tập mà thời gian sau này sư đệ hướng dẫn, họ đã quen cái cách làm. Sư tự trì liên hệ với và xin cảm ơn sư. Quý vị chờ cho giây lát thượng tọa giác đẳng sẽ trở lại. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Chào mừng, chào. Thưa quý vị, thường thường á, ở trong những cái phần khác của văn phạm thì chúng tôi có cái ý hướng là giảm cho cái thực dụng, tức là không có đi quá sâu vào cái từ vựng chuyên môn của văn phạm. Ví dụ như quý vị học văn phạm ít bao giờ quý vị nghe đến cái chữ gọi là phím chỉ đại danh từ như là từ đó tự sinh buổi giảng ngày hôm nay. Những chữ phím chỉ nghe rất là xa lạ, mặc dù trên phương diện ngữ pháp thì điều đó rất là cần. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại đặc biệt khi mà chúng tôi trình bày về về ôn về đại danh từ đó, thì chúng ta lại phải đào sâu một chút về đại danh từ. Như chúng ta biết rằng ở trong đại danh từ đó thì có nhân sinh đại danh từ, đó là tôi và anh, chúng tôi là các anh. Thì
một số các ngôn ngữ lớn, chúng tôi không phải là chuyên về ngôn ngữ, nhưng mà số ngôn ngữ lớn ở trong đó một cái ngôn ngữ mà rất cần của chúng ta tiếng Anh là ai và you, thì chúng ta thấy là được xài dễ xài. Con cái của cha mẹ cũng ai của you, để tự nói với thầy cũng là ai của you, vợ của chồng ai của you, mình có người láng giềng cũng ai của you, mình có người bạn bè cũng ai của you. Trong lúc đó thì về mặt này nhưng sinh ra từ tiếng Việt của chúng ta thì phức tạp tế nhị hơn nhiều. Chỉ lấy ví dụ như tiếng tôi, cái tiếng tôi ở một mức độ nào đó thì nhiều khi ở trong tiếng Việt Nam nó là thân thiện, cũng nhiều khi nó không thân thiện. Ví dụ như là đối với vợ chồng, mà khi mà cứ nói anh với em, không gọi tên mà cứ tôi với cô, tôi với anh, thì cái gì tôi rất là nặng nề. Và trong tiếng Việt Nam nó khó, và chưa đến cái vùng miền, ví dụ như ở miền Bắc thì họ hay dùng chữ cậu và tớ. Nhưng mà cái ở trong miền Nam mày tao mày tớ thì đó là cái chữ kẹt. Thật ra với miền vùng miền nó cũng có cái khó khăn. Chúng ta nhớ về một cái kỷ niệm là vì đang sống ở bên Mỹ thì người Việt Nam hay thì ai cũng dung với ai cũng dung là mày với tao, ví dụ như là kể câu chuyện ông sếp của ông sở dặn là cuối tuần này mày phải đi làm bởi vì hãng thiếu việc, thì cái chữ mày với tao người Việt Nam nhìn rất là thường, và một cái người mà rất là ghét cái này đó là sư Tại Khanh Sĩ Giác Quy. Hồi xin lúc mà bị đập thì sẽ nghe một người kể lại thì ai cũng có mày của tao á, cái gì có người tự nhiên rằng và hồi chủ nhật rồi cũng đi chùa trong ngày ngã chết lan, ngày nói rằng nếu được thì mày lo bông hoa tháng tới. thì thứ vì chúng ta hiểu sinh viên mình tại sao sự phản cảm, tại vì tiếng ai cũng yêu là người ta là mày của tao, chúng ta có hàng trăm cái gì khác nhau, nhưng mà ở trong cái ngôn ngữ thì rất là dễ xài. Chỉ hồi nãy quý vị có nghe thì tòa thì sư có đề cập đó là riêng về cái nhân sinh là nhân từ là ai cũng vui thì lại không có chia nam tính là nữ tính, nhưng mà khi mà nói tới ngôi thứ ba tức là anh đó chị đó hay là cái đó thì nó lại có nam tính nữ tính trung tính ở trong tiếng Pali. Thí dụ như mình nói xô vì ấy, xa là cô ấy, xô là anh ấy, xa là cô ấy, thì cái nam tính, nữ tính, trung tính nó lại có chiều ngôi thứ ba. Thì cái ngôi thứ ba này là một người nào đó được đề cập đến và một cái đề cập đến thành ra nó không phải nhân sinh, giờ giống như là chữ hăng hay là toan hay là mây danh trung hăng vô vực. Và chúng ta cũng ôn lại một chút về một điều, và ở đây chúng tôi chỉ nói riêng với giờ quý vị nghe không được hả? Dạ xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe được không? Quý vị chờ chúng tôi một.
xin hỏi quý vị Phật tử là quý vị có nghe được không? Dạ, dạ vâng. Thì thưa quý vị, trở lại chúng ta bàn về đại nhân từ đó, thì nhân sinh đại nhân từ khi mà nói đến a hăng thì mà rằng tôi của chúng tôi hay nói con tung hăng anh các anh thì không có chia năm tính nữa được, và cũng không có trung tính, nhưng mà trong cái ngôi thứ ba thì lại chia ngôi thứ ba là cô ấy, anh ấy, xô, xa thì lại có chia. Và có một điểm nữa là cái nhân sinh đại danh từ ở trong chúng ta lý thuyết lại có chia theo cách như chúng ta thấy bảy cái quả thì vô cách thì không chia, nhưng mà chủ cách, đối cách và sử dụng cách, bị định cách, định sở cách thì xuất xứ cách, xuất xứ cách, định sở cách thì lại có chia. Dạ, lại có chia. Và chúng tôi nói rõ cái điều này ở đây là chúng ta làm gọi là ăn gian. Dạ, gian tức là khi mà nếu chỉ được cái sư nghe chắc đời cũng là chúng tôi đó, là khi quý vị ông về đặt người biết quá đó, thì có hai cái chuyện mà quý vị có thể xài ăn gian nó đỡ phải chia nhiều. Đó là cái chuyện chúng tôi và các anh số ít số nhiều ạ. Và chữ vô là các anh, và chữ nô là chúng tôi. Thì cái chữ nô này đó, nếu quý vị nhìn trong cái đồ biểu đó, thì nó lại có mình xài chủ cách cũng được, đối cách cũng được, sử dụng cách cũng được, sử dụng cách cũng được. Ví dụ chúng ta từng nghe cái câu sa phu nô phan đê, dạ sa phu nô phan đê, dạ thì cái chữ nô đó là chúng tôi. Mà cái chữ không biết là tại vì chúng tôi không có cái, chúng tôi đang dùng cái phone đó, chúng tôi không support cái biểu đồ được. Dạ, quý vị nhìn cái chữ nô thì nó nằm ở đâu, cái chủ cách cũng được, đối cách cũng được, sử dụng cách cũng được, sản xuất cách cũng được, là cái chữ no và no, nếu chữ không ở trong tiếng Anh thì chữ no đó là một cái nhân sinh đại danh từ. Thì ở ngôi thứ nhất là tôi, là chúng tôi rất nhiều, và ở trong cái tội cái người của mình là các anh, của các anh, bởi các anh, do các anh, nơi các anh, thì chúng ta dùng chữ vô và chữ vô. Cái này nó cũng là ăn gian. Thì thưa quý vị, chúng ta nên nhớ là cái văn học Phạm ngữ, Pali nó có ảnh hưởng một thứ mà chúng tôi phải nói là đó là cái văn gọi là thấm thi, gọi là trường thi, thấm thi, cái thể gọi là thể thi kệ gatha đó. Dạ, rất là nhiều. Và vị nào quen với kinh Pháp Cú, dạ vị nào quen với Pháp Cú thì biết rằng cái gatha của ở trong cái thi kệ mà ở trong cái chữ Phạn đó, nó không nằm ở trong ngôn ngữ nhiều, mà nó lại nằm xin lỗi, nó không có nằm ở trong cái âm vận. Dạ, âm vận ví dụ như trong tiếng Việt, tiếng Anh của chúng ta cái giao vận là quan trọng, nhưng mà trong cái tiếng Phạn đó thì cái trường âm và đoạn âm, và bên cạnh đó nó là cái syllable. Syllable chúng tôi tạm dịch là âm tiết. Âm tiết ví dụ như mano pupam dhamma dhamma mano sikha mano maya. Mano pupam là bốn, pupam dhamma dhamma từ bốn, mano sikha mano maya. Thì khi mà người ta đọc trong cái thể kệ đó, để đọc ví dụ ta đọc là Ye cha pu ta a ve ta se Ye cha pu ta a na ca ta. Thì khi họ đọc cái kệ đó, thì quý vị thấy được cái bài kệ này có tất cả là 8 syllable, 8 âm tiết. Thì cái âm tiết, cái syllable trong tiếng Phạn đó, nó rất là quan trọng. Và để nó tạo thành những cái gatha. Và do vậy đó, tiếng Phạn đặc biệt là nó không có cái hiến lá về âm tiết, về các cái vận giống như chúng ta làm thơ cũng vậy, mà nó rất là quan trọng là có bao nhiêu syllable. Dạ. Thành ra chúng ta
âm hạ căn là của chúng tôi, mà chúng ta thấy là nô là của chúng tôi, thì âm hạ căn là ba âm tiết và nô là một âm tiết. Chúng ta nghe về tiếng Phạn tương đối mà nói là có những cái chữ mà có những cái nhân sinh đại danh từ, và nói chung là tương đối ở trong cái tiếng Phạn đó mà nó trùng điệp với nhau. Dạ, nó trùng điệp với nhau từ cách nói, có khi một âm tiết, có khi hai âm tiết, ba âm tiết, bốn âm tiết mà đồng nghĩa đó, thì chuyện đó rất là thường. Dạ, rất là thường. Chúng ta nhắc lại là chữ đô và chữ vô. Dạ, chữ đô và chữ vô không phải chỉ có một cách, nhưng cũng có nhiều cách. Dạ, có đi đọc rồi có bài đó, chỗ cách cũng được, đối cách cũng được, sử dụng cách cũng được, sở hữu cách cũng được, thì nhớ nhớ là chữ chân gian. Nhưng mà khi là bài đọc thì khó xài những chữ khác nhau. Ví dụ như cái cổ các anh thì chúng, của chúng tôi thì cũng có xài chữ nô cũng được, và xài âm hai căn cũng được, chứ đừng bị xài một chữ, xài một chữ nó sự vật thường xuyên đó, chúng tôi chỉ có vẻ dài, thực ra có anh dài. Nhưng mà đại diện là ở trong các bạn có những trường hợp mà mình bí quá mình xài, sẽ không xài như vậy. Bây giờ bài này đáng lẽ chúng tôi nói qua một cái chúng tôi nói qua một cái bài học từ đấy, nhưng từ đấy khi chúng ta ôn bài lại các chị chúng ta cũng có những cái hồi đại thì đầu tiên gọi là phím chỉ đại danh từ, nói cái gì rất là phiền, chúng tôi không có đi sâu vào người khác. Nhưng mà đại khái trong tiếng Anh nó có những chữ mà chúng ta nói là cái này cái kia, ở đâu, ai đó, bao giờ, what, which, how, yeah, where, yeah, who chẳng hạn, thì thế nào, ở đâu, cái gì, cái nào, vân vân, cái đó là những cái phím chỉ đại danh từ. Thì những cái này đó, nó lại rất là thường xài ở trong những cái văn đối thoại, không phải chỉ văn đối thoại mà ở trong các bài pháp của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật này nói là yuha pasati là ai thấy pháp là thấy Như Lai. Dạ, thì chứ thấy chỉ vô á, nó là một thứ phím chỉ là người nào, và phím chỉ định thì nó có cái cách là một cái chỉ định từ mang tính cách là bất định, mơ hồ. Nhưng mà rồi nói người nào hay là ai cũng được. Nên những cái đại danh từ này khi mà chúng ta học thì chúng ta cần để ý, tại vì nó đọc lên những cái câu gọi là những câu nghi vấn, hay là ở trong cách nói mà nhấn mạnh rất là cần thiết. Dạ, rất cần thiết. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà đọc sách họ nói là để mình luyện cái đầu của mình nó được tốt thì mình phải có những người giúp việc. Và thí dụ mình nói ở đâu, ai đó, bao giờ chẳng hạn, who, what, which, how, when chẳng hạn, cái những cái câu hỏi đó nó làm cho chúng ta xác định được ai, xác định được không gian, xác định thời gian. Thì những đại từ này đi cũng chỉ để nó lại rất là cần, nên chúng ta sẽ phải ôn đi ôn lại nhiều lần liên quan đến đại danh từ. Và về cái đại danh từ này thì bắt đầu thực sự nó hơi rắc rối, và chúng ta nó hơi rắc rối. Ví dụ như chúng ta mới đọc thì chúng ta nghe được, nhưng mà nếu mình chắc đi lại quen rồi thì mình sẽ rất là thích. Tại vì sao như vậy? Là khi mà mình dịch vào các kinh văn, mình thấy những cái bản này nhiều và thường xuyên, rất là thường xuyên. Chúng tôi có hỏi quý Phật tử, giờ ôi chà, quý vị gặp trở ngại hả? Chà, chúng tôi không biết phải làm sao, hơi khó nghe. Chúng tôi ở đây thì hơi khó, tại cái khu vực này cái sóng điện thoại nó gặp trở ngại cho quý vị. Không biết sao mà quý vị nghe không rõ.
Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Không biết có chư tăng có vị nào quan hỷ giúp điền khuyết dùm để chúng tôi coi lại cái này một chút không? Tại vì thật ra cũng còn có mấy phút nữa thôi. Chị xin nguyên thông báo sư quan hỷ xin tiếp lời cho đến hết lúc học dùm được không? Rồi chắc thưa quý vị tuần tới thì chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ trở lại. Có sự tỏ tư quyền. Dạ, cái thật tư quyền có thể giúp rồi, tại vì hôm nay có việc đi ra bên ngoài chứ không có mặt ở chùa, thành ra cái vùng này chắc cái máy nó có vấn đề đó. Dạ, thỉnh sư tự tọa tự nguyện quan hỷ chỉ giúp dùm phần sau. Tuần đấy thì chúng ta sẽ trở lại với bài học và bài tập thứ cái đại danh từ rất là quan trọng. Dạ, quan trọng chúng ta phải ôn nhắc nhiều lần. Dạ, xin kính thỉnh sư tọa tự nguyện. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sàng Khai, với giờ tôi để chúng được nghe rõ không? Dạ thưa quý vị, nghe chúng tôi nói được không? Dạ xin cảm ơn quý vị. Và chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đản, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Từ Đi, Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chào các bạn, cái ngày kính thưa quý vị, có thể nói rằng là cái phần mà đại danh từ ở trong tiếng Bali chúng ta vừa nghe sư phụ tử sư đã nói, cái xưng hô á thì quý vị nhớ rõ nếu hôm nay gọi là một đại danh từ thì thường thường chúng ta, ví dụ như chúng ta thấy cái chia cái cách đó, nó có cái đại danh từ ở đây gọi là Sapanamaya đó, nó có ba loại, nó có ba loại, thì xin nhắc lại, nó có ba loại mà trong tiếng Bali gọi là cái từ một là chỉ thị đại danh từ ý má cái tá hoặc là ai danh hoặc vân vân, còn phím chỉ thị á mà đây người tiên sư cái sư gọi là đề nhận thức là anh nhá sáp bá, còn nghi vấn đại danh từ thì nó là cá cà tí. Thì bây giờ cách thí dụ như vậy chúng biết, chúng ta biết là nó gồm có tám cách. Nếu chúng ta chia theo cái cách chúng ta phân cách chia theo cái cũng chia theo tám cách đó. Tiếng Bali nó đặc biệt hơn là những cái chỗ khác, là trong cái danh từ, đại danh từ gì, tính từ gì, nó chia mà chia theo tám cách. Cách thứ nhất nó cũng có số ít số nhiều, cách đầy đủ. Thì như bây giờ đây chỗ đây, ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ số ít là ai danh, số nhiều nó là email, thí dụ như là hoặc là rồi cái chữ ít măng, đây là một đại danh từ, nó chỉ thị cái này cái kia. Thí dụ như là ít măng khan tê vinh đa ba tô phí khu sanh khô, tức là khi mà tác bạch đến tâm thì cái chữ ít măng này nó đã đối cách những vật thực này, những vật phẩm này ít măng, và nếu nhiều vật phẩm này ít mê vân vân. Thì cách mà chia theo cách đó thì quý vị biết rồi, mà nó đã nó còn một cái cách mà nó còn đại danh từ này, nó chia theo nam tính, nó chia theo nữ tính, nó chia theo trung tính nữa. À, cho nên phải nói rằng là một điều mà chúng ta thấy hết sức là khó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thí dụ bây giờ chúng ta như thế một cái bài này nè.
cái bài học hôm nay ấy, chúng ta chỉ học một cái phần ngữ vựng của đại danh từ. Mai mốt quý vị cái đây cũng là một cái điều lợi khi mà đọc kinh đó, cái chúng ta nhớ thế đây giờ học thì mưa dầm thấm cho nghĩa là từ từ, trước lạ thì sao quen, chứ không thể nói rằng là bây giờ phải tính nó như thế nào nữa. Bây giờ chúng ta có học rất nhiều, nhưng nó phải học theo như thế nào? Và chúng ta, bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta học, chúng ta không biết gì hết, cũng khoan nói như vậy. Hôm nay chỉ một cái bài này thôi. Thí dụ như chúng ta thấy hôm nay, thí dụ như là Na hang phí cơ quê an nhăn ê cách thăm mâm bí bí sâm mơ nốt phát xa mí dân ê quăng lâu ba ri quát tăng giá đi đăng chích tăng. Ta không thấy một pháp này khác nào khác là vận chuyển nhẹ nhàng như là tâm, cũng mặt khác cũng là gia quanh chiếc chi đăng phích khơ quê upama biết nát sukara gia giác lâu pari quát tăng chích tăng tí hay chích tăng tí cũng được, chúng ta bị chích tăng tí hoặc là chích tăng tí, thật không dễ gì này. Các tỳ kheo dùng một ví dụ để diễn tả sự vận hành hay sự chuyển nhẹ nhàng của tâm, thì nói đến tâm là một phạm trù như chúng ta biết. Thí dụ như là phát sát ra nến mi dăng đưa nến mi đăng phiết khâu quê chích tăng thanh chắc khô ai gan tú kê hí úp bạc bắc kí lê xê hí bắc kí lít thanh tí. Tâm này thì các tỳ kheo là chỗ sáng nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Cái đoạn kinh văn như vậy thôi, nhưng phải nói rằng là đó, nếu chúng ta học thì chúng ta thấy sự thật không có dễ dàng cho một cái gì để một cái tâm mà nó khởi sanh lên mà nó được nhẹ nhàng, nó được ví dụ bởi vì cái tâm này đó nó sẽ được tốt nếu như không bị phiền não xâm chiếm. Đó chính là thiện tâm, đó chính là tâm tịnh hảo. Nhưng nếu mà bị cái phiền não mà nó len lỏi, nó đi vào thì đó chính là tâm bất thiện. Nó cấu quế từ bên ngoài vào có nghĩa là bị phiền não chi phối. Quả thật thì chúng ta phải giữ được cái thiện tâm của mình, chúng ta phải giữ được cái tâm tốt của mình kìa. Chứ còn nếu như mà chúng ta, bởi chúng ta không tu là chúng ta sẽ bị bất lợi ngay. Thì cái đại danh từ này là một cái từ mà nó chỉ thị là người hay là vật, chúng ta chỉ nhớ vậy thôi. Mà nó chia theo 8 cách, nó có nam tính, nó có nữ tính và nó có trung tính. Chỉ thị cho người hay là vật. Cái nhớ lúc đại danh từ này nó nằm ở chủ từ, nó nằm ở đối từ, tức là chủ cách hay đối cách vân vân. Khi mà nó chia theo, khi nó chia theo 8 cách chắc chắn nó phải đạt được chủ từ. Chủ cách cách thứ nhất và chủ cách số nhiều thì chẳng những đối cách rồi sử dụng cách, chỉ định cách, rồi sở thuộc cách và xuất xứ cách, định sở cách và hô cách. Thì cái cách đó khi xưa học thì cũng như thế đó. Vì vậy cho nên
chúng ta chỉ nhớ đại danh từ trong tiếng Pali, nó rộng, nó lớn hơn những cái đại danh từ khác, và nó có chia theo 8 cách, và có nam, nữ và trung tính. Thì chúng tôi xin tiếp lời cho thượng tọa Giác Đẳng trong cái phần đại danh từ là như vậy. Nếu có điều gì mong tưởng muốn mong quý vị quan hỷ, và chương trình thảo luận và sinh hoạt của Đức Phật Pháp Bút Tham Á đến đây thì đã còn đủ cái thời gian. Kính đảnh lễ và tri ân đến sư tôn Đức Tăng, và kính ghi nhận tấm lòng của toàn thể chư Phật tử vào đồng để thực hiện các phần hạnh, cũng như là chúng ta nghe pháp và chúng ta học pháp. Và kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và hẹn gặp quý ngài vào chương trình vào ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giá, chỉ chúng thực hiện chương trình của mình. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, Lan Tha, con Nhật Quỳnh thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tề Viên rất nhiều đã đỡ mít cho thượng tọa Giác Đẳng trong giờ chót. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú Lan Tha, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư tiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sapa sangha lupa vena soti ondu nirvana.
tăng